Trong mùa giải năm 2023-24, V-League 1 Night Warp đã bắt đầu một cách sôi động ngay từ ngày khởi tranh. Ngoài các đội bóng duy trì phong độ xuất sắc, 3 vòng đầu tiên của giải đấu đã đem đến những bất ngờ thú vị với lối chơi ấn tượng và thành tích xuất sắc của một số câu lạc bộ như Thép Xanh Nam Định, BKMX Bình Dương và Công An Hà Nội. Tất cả những yếu tố này đã tạo nên một bức tranh sôi động cho mùa giải năm nay. Bước vào vòng 4, cục diện giải đấu có thể thay đổi hoàn toàn khi câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định duy nhất giữ thành tích toàn thắng, nổi bật như ứng viên hàng đầu tại V-League 1 năm 2023-24. Họ đã vượt qua Quảng Nam, Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 trận liên tiếp, ghi điểm hoàn hảo. Phong độ ấn tượng của Thép Xanh Nam Định là một điểm sáng khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt sau mùa giải 2023 khi họ chỉ xếp thứ 5. Đội bóng này tỏa sáng nhờ sức mạnh đáng kể trên hàng công, với bộ đôi ngoại binh Henrio và Rafaelson ghi được mỗi người 3 bàn thắng, góp phần quan trọng vào thành công của đội. Câu lạc bộ BKMX Bình Dương cũng là một hiện tượng thú vị, vươn lên giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mặc dù thi đấu ít hơn các đối thủ một trận, trận gặp Hà Nội đã được rời lịch đến ngày 24 tháng 11, nhưng họ chưa từng để thủng lưới bất kỳ bàn nào. Hàng thủ của Bình Dương được đánh giá chơi rất tập trung, và hàng công của họ cũng tận dụng cơ hội tốt. Trong khi đó, câu lạc bộ Công An Hà Nội, đương kim vô địch, vẫn duy trì sự ổn định và xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, vẫn giữ được mạch bất bại. Công An Hà Nội sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Hồ Tấn Tài, Việt Anh, Văn Thanh và Philip Nguyễn, giúp họ duy trì sức mạnh và khẳng định tầm quan trọng trong cuộc đua tại V-League 1 năm 2023-24. But despite being considered top contender for the championship, Hanoi FC has yet to secure any point after 2 consecutive losses. The team in purple may be facing psychological challenges following their challenging journey in the AFC Champions League. Frequent changes in leadership, with 3 different coaches in 3 weeks, have also disrupted the team's stability. However, it's only the beginning, and the form of our team can change in the upcoming stages of the tournament. Fans are eagerly awaiting the resurgence of the Hanoi triumvirate consisting of the three Hanoi clubs, Công An Hà Nội, Hà Nội, and Viettel. After a challenging start, Hanoi FC recently lifted the burden with a convincing 2-1 victory over Wuhan Three Town in the AFC Champions League. This positive news has significantly boosted the team morale. Player like Tuấn Hải, Văn Quyết, Dâu Ta Guil, and Xuân Mạnh promised to sign and bring the purple class team back to its rightful position in the domestic arena. Viettel FC is also eager to prove their class. Currently, under coach Thạch Bảo Khanh Gaiden, they are temporarily ranked 5th on the leaderboard. Despite remaining undefeated, Viettel FC has only scored 3 goals. In the future, if Hoàng Đức, Bruno, and Esom can maximize their attacking potential, Viettel FC may once again claim victory after their last cup win in 2020.